Khốn cho những thành đã chứng kiến các phép lạ mà không sám hối. Matthew chương 11, từ câu 20 đến câu 24. Bấy giờ, người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi, hỡi Bết-sai-đa. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc cho lên đầu, tỏ lòng sám hối. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Chúa Cha và Người Con. Matthew chương 11, từ câu 25 đến câu 27. Vào lúc ấy, Đức Giê-xu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ Người Con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho. Hãy mang lấy ách của tôi. Matthew chương 11, từ câu 28 đến câu 30. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Môn đệ bứt lúa ăn ngày Sa-bát. Matthew chương 12, từ câu 1 đến câu 8. Hôm ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-siêu thấy vậy mới nói với Đức Giê-xu: Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát.
Người đáp: Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiên. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần tế lễ, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát. Đức Giê-xu chữa người bị bại tay trong ngày Sa-bát. Matthew chương 12, từ câu 9 đến câu 14. Đức Giê-xu bỏ đó mà đi vào hội đường của họ. Tại đây có người bị bại một tay. Người ta hỏi Đức Giê-xu rằng, có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát không? Họ hỏi thế là để tố cáo người. Người đáp, ai trong các ông có một con chiên độc nhất bị sa hố ngày Sa-bát lại không nắm lấy nó và kéo lên sao? Mà người thì quý hơn chiên biết mấy. Vì thế, ngày Sa-bát được phép làm điều lành. Rồi Đức Giê-xu bảo người bại tay, anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường, lành mạnh như tay kia. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-xu. Giê-xu, người tôi trung của Thiên Chúa. Matthew chương 12, từ câu 15 đến câu 21. Biết vậy, Đức Giê-xu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Đây là người tôi trung ta đã tuyển chọn. Đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi. Cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Đức Giê-xu và quỷ vương Beelzebul. Matthew chương 12, từ câu 22 đến câu 32. Bấy giờ, họ đem đến cho Đức Giê-xu một người bị quỷ ám, vừa mù lại vừa câm. Người chữa anh ta khiến anh ta nói và thấy được. Tất cả dân chúng đều sửng sốt và nói, ông này chẳng phải là con vua David sao? Nghe vậy, những người Pha-ri-siêu nói rằng, ông này chưa được quỷ, chỉ là nhờ dựa thế quỷ vương Beelzebul. Biết ý nghĩ của họ, Đức Giê-xu nói, bất cứ nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn. Bất cứ thành nào hay nhà nào
tự chia rẽ thì sẽ không tồn tại. Nếu Satan trừ Satan thì Satan tự chia rẽ, nước nó tồn tại sao được? Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ thì đệ tử các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dựa vào thần khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Làm sao người ta có thể vào nhà một kẻ mạnh và cướp của được nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã rồi mới cướp sạch nhà nó? Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Vì thế, tôi nói cho các ông hay, mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến thần khí sẽ chẳng được tha. Ai nói phạm đến con người thì được tha, nhưng ai nói phạm đến thánh thần sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau. Lòng có đầy, miệng mới nói ra. Matthew chương 12, từ câu 33 đến câu 37. Cây mà tốt thì quả cũng tốt. Cây mà sâu thì quả cũng sâu. Vì xem quả thì biết cây. Loài rắn độc kia, xấu như các ngươi thì làm sao nói điều tốt được? Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của mình. Kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình. Tôi nói cho các người hay, đến ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Vì nhờ lời nói của anh mà anh sẽ được chứng án, và cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án. Dấu lạ ngôn sứ Jonah. Matthew chương 12, từ câu 38 đến câu 42. Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ. Người đáp: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Quả thật, ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah giao giảng. Mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon.
mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Quỷ phản công. Matthew chương 12 từ câu 43 đến câu 45. Khi thần ô uế xuất khỏi một người thì nó đi dạo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra. Bấy giờ nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi." Khi đến nơi, nó thấy nhà để trống lại được quét tước trang hoàng hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Thế hệ gian ác này rồi cũng sẽ bị như vậy. Ai thuộc gia đình của Đức Giêsu? Matthew chương 12 từ câu 46 đến câu 50. Người còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy." Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi." Bài giảng bằng dụ ngôn. Nhập đề. Matthew chương 13 từ câu 1 đến câu 3. Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Dụ ngôn người gieo giống. Matthew chương 13 từ câu 4 đến câu 9. Người nói: "Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều. Nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe." Thank you.
tại sao Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói? Matthew chương 13 từ câu 10 đến câu 17. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng: "Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng: các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá. Chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe." Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống. Matthew chương 13 từ câu 18 đến câu 23. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Dụ ngôn cỏ lùng. Matthew chương 13 từ câu 24 đến câu 30. Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?" Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó." Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?" Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì
thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Dụ ngôn hạt cải. Matthew chương 13, từ câu 31 đến câu 32. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Dụ ngôn men trong bột. Matthew chương 13, câu 33. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tại sao Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói? Matthew chương 13, từ câu 34 đến câu 35. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn. Hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng. Matthew chương 13, từ câu 36 đến câu 43. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: xin thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ, người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Dụ ngôn kho báu và ngọc quý. Matthew chương 13, từ câu 44 đến câu 46. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý,
ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Dụ ngôn chiếc lưới. Matthew chương 13 từ câu 47 đến câu 50. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Kết thúc. Matthew chương 13 từ câu 51 đến câu 52. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: Thưa hiểu. Người bảo họ: Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia, lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Phần 5. Giáo hội. Bước đầu của nước trời. 1. Phần kỹ thuật. Đức Giê-xu về thăm Nazareth. Matthew chương 13 từ câu 53 đến câu 58. Khi Đức Giê-xu kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó. Người về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Joseph, Simon và Judah sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-xu bảo họ: Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chính là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Vua Herode và Đức Giê-xu. Matthew chương 14 từ câu 1 đến câu 2. Thời ấy, tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giê-xu
thì nói với những kẻ hầu cận rằng: đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Ông Gioan Tẩy Giả bị chém đầu. Matthew chương 14 từ câu 3 đến câu 12. Số là vua Herode đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất. Matthew chương 14 từ câu 13 đến câu 21. Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo: họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: đem lại đây cho Thầy. Rồi sau đó, người chuyển cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Thank you.
Đức Giêsu đi trên mặt nước. Matthew chương 14 từ câu 22 đến câu 33. Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Ông Phêrô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giêsu bảo: "Cứ đến." Ông Phêrô từ trên thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói: "Quả thật, ngài là Con Thiên Chúa." Đức Giêsu chữa nhiều người đau ốm tại Gennesaret. Matthew chương 14 từ câu 34 đến câu 36. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Gennesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi. Tranh luận về truyền thống. Matthew chương 15 từ câu 1 đến câu 9. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?"
Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyên rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ kính cha mẹ nữa. Như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng: Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Cái gì làm cho con người ra ô uế? Matthew chương 15, từ câu 10 đến câu 20. Sau đó, Đức Giê-xu gọi đám đông lại mà bảo: Hãy nghe và hiểu cho rõ. Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Bấy giờ, các môn đệ đến gần Đức Giê-xu mà thưa rằng: Thầy có biết không, những người Pha-ri-siêu đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy? Đức Giê-xu đáp: Cây nào mà cha của Thầy, đấng ngự trên trời, đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố. Ông Phê-rô thưa với người: Xin Thầy giải thích dụ ngôn cho chúng con. Đức Giê-xu đáp: Cả anh em nữa, bây giờ mà anh em vẫn còn ngu tối sao? Anh em không hiểu rằng bất cứ cái gì vào miệng thì xuống bụng rồi bị thải ra ngoài sao? Còn những cái gì từ miệng xuất ra là phát xuất từ lòng, chính những cái ấy mới làm cho con người ra ô uế. Vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống, đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế. Còn ăn mà không rửa tay thì không làm cho con người ra ô uế. Đức Giê-xu chữa con gái người đàn bà Canaan. Matthew chương 15, từ câu 21 đến câu 28. Ra khỏi đó, Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon. Thì này, có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu nài. Người đáp:
Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Đức Giê-xu chữa nhiều bệnh nhân tại ven biển hồ Ga-li-lê. Ma-thêu chương 15, từ câu 29 đến câu 31. Đức Giê-xu ra khỏi miền ấy, đến ven biển hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Ngài và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giê-xu hóa bánh ra nhiều lần thứ hai. Ma-thêu chương 15, từ câu 32 đến câu 39. Đức Giê-xu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với thầy đã 3 ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa: Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Giê-xu hỏi: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 chiếc bánh và 1 ít cá nhỏ. Bấy giờ, người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. Rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh và 7 con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 7 thúng đầy. Số người ăn có tới 4.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Sau khi giải tán đám đông, Đức Giê-xu lên thuyền sang miền Magadan. Người Do Thái đòi dấu lạ từ trời. Ma-thêu chương 16, từ câu 1 đến câu 4. Bấy giờ có những người thuộc phái Pha-ri-siêu và phái Sa-đốc lại gần Đức Giê-xu và để thử người thì xin người cho thấy một dấu lạ từ trời. Người đáp: Chiều đến, các ông nói, sáng vàng thì nắng. Rồi sớm mai, các ông nói, sáng trắng thì mưa. Cảnh sắc bầu trời thì các ông biết cắt nghĩa, còn thời điểm thì các ông lại không cắt nghĩa nổi.
Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Rồi người bỏ họ mà đi. Men Pharisêu và Sa Đốc. Matthew chương 16 từ câu 5 đến câu 12. Khi sang bờ bên kia, các môn đệ quên đem bánh. Đức Giêsu bảo các ông: Anh em phải cẩn thận, phải coi chừng men Pharisêu và Sa Đốc. Các môn đệ nghĩ thầm rằng: Tại chúng ta không đem bánh. Nhưng biết thế, Đức Giêsu nói: Sao anh em lại nghĩ đến chuyện không có bánh? Người đâu mà kém tin vậy? Anh em chưa hiểu ư? Anh em không nhớ chuyện 5 chiếc bánh nuôi 5.000 người sao? Và anh em còn thu lại được bao nhiêu giỏ? Rồi chuyện 7 chiếc bánh nuôi 4.000 người nữa, và anh em còn thu lại được bao nhiêu thúng? Tại sao anh em không hiểu rằng thầy chẳng có ý nói về bánh khi thầy nói anh em phải coi chừng men Pharisêu và Sa Đốc? Bấy giờ các ông mới hiểu là người không bảo phải coi chừng men bánh, mà phải coi chừng giáo lý Pharisêu và Sa Đốc. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Matthew chương 16 từ câu 13 đến câu 20. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.
Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, thì trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ nhất. Matthew chương 16 từ câu 21 đến câu 23. Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lỗi thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Điều kiện phải có để theo Đức Giêsu. Matthew chương 16 từ câu 24 đến câu 28. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Thank you.
Đức Giêsu hiển dung. Matthew chương 17, từ câu 1 đến câu 8. 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ, Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Câu hỏi về ngôn sứ Elia. Matthew chương 17, từ câu 9 đến câu 13. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Các môn đệ hỏi người rằng: Vậy sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước? Người đáp: Ông Elia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bấy giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Đức Giêsu chữa đứa trẻ bị kinh phong. Matthew chương 17, từ câu 14 đến câu 21. Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: Thưa Ngài, xin Ngài thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm. Nhiều lần ngã vào lửa và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được. Đức Giêsu đáp: Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ. Quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người nói với các ông rằng: Tại anh em kém tin.
Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Giống quỷ này không chịu ra nếu người ta không ăn chay cầu nguyện. Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai. Matthew chương 17, từ câu 22 đến câu 23. Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Đức Giêsu và ông Phêrô nộp thuế. Matthew chương 17, từ câu 24 đến câu 27. Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: Thầy các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: Có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông: Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng siêu nộp thuế, con cái mình hay người ngoài? Ông Phêrô đáp: Thưa, người ngoài. Đức Giêsu liền bảo: Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu. Con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan. Anh lấy đồng tiền ấy nộp thuế cho họ. Phần của thầy và phần của anh. Bài giảng về giáo hội. Ai là người lớn nhất trong nước trời? Matthew chương 18, từ câu 1 đến câu 4. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Đừng làm cớ cho người ta sa ngã. Matthew chương 18, từ câu 5 đến câu 11. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã. Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi. Thà cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi. Thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời, vì con người đến để cứu cái gì đã hư mất. Con chiên lạc,
Matthew chương 18 từ câu 12 đến câu 14. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Sửa lỗi anh em. Matthew chương 18 từ câu 15 đến câu 18. Nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Hiệp lời cầu nguyện. Matthew chương 18 từ câu 19 đến câu 20. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Anh em tha thứ cho nhau. Matthew chương 18 từ câu 21 đến câu 22. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót. Matthew chương 18 từ
từ câu 23 đến câu 35. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống, bái lại: "Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Phần 6. Nước trời. Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. 1. Phần kỹ thuật. Câu hỏi về việc ly dị. Matthew chương 19, từ câu 1 đến câu 9. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Dân chúng lũ lượt đi theo người, và người đã chữa họ ở đó. Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giê-xu để thử người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép dẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam, có nữ. Và người đã phán: vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Họ thưa với người: "Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà dẫy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông dẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai dẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." Tự nguyện sống khiết tịnh. Matthew chương 19, từ câu 10 đến câu 12. Các môn đệ đã thưa người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." Nhưng người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn.
lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Đức Giêsu và trẻ em. Matthew chương 19, từ câu 13 đến câu 15. Bấy giờ, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la dạy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói: "Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng." Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Người thanh niên có nhiều của cải. Matthew chương 19, từ câu 16 đến câu 22. Bấy giờ, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ kính cha mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Người giàu có khó vào nước trời. Matthew chương 19, từ câu 23 đến câu 26. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ của người: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được." Phần thưởng dành cho ai bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu. Matthew chương 19, từ câu 27 đến câu 30. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa người: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.
nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hạng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Dụ ngôn thợ làm vườn nho. Matthew chương 20 từ câu 1 đến câu 16. Nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo với họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ, này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ ba. Matthew chương 20 từ câu 17 đến câu 19. Lúc sắp đến Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình, và dọc đường người nói với các ông: này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy.
bà mẹ của hai người con ông Giê-bê-đê. Ma-thêu chương 20, từ câu 20 đến câu 23. Bấy giờ, bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy, trong nước Thầy. Đức Giê-xu bảo, các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giê-xu bảo, chén của Thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Ai làm lớn phải phục vụ. Ma-thêu chương 20, từ câu 24 đến câu 28. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đức Giê-xu chữa hai người mù tại Giê-ri-cô. Ma-thêu chương 20, từ câu 29 đến câu 34. Khi Đức Giê-xu và môn đệ ra khỏi thành Giê-ri-cô, dân chúng lũ lượt đi theo người. Và kìa, có hai người mù ngồi ở vệ đường. Vừa nghe Đức Giê-xu đi ngang qua đó, liền kêu lên rằng, lạy Ngài, lạy con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương chúng tôi. Đám đông quát nạt, bảo họ im đi, nhưng họ càng kêu lớn hơn nữa. Lạy Ngài, lạy con vua David, xin rủ lòng thương chúng tôi. Đức Giê-xu dừng lại, gọi họ đến và nói, các anh muốn tôi làm gì cho các anh? Họ thưa, lạy Ngài, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Giê-xu chạy lòng thương, sờ vào mắt họ. Tức khắc, họ nhìn thấy được và đi theo người. Đức Giê-xu vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là đấng Mê-si-a.
Matthew chương 21 từ câu 1 đến câu 11. Khi thầy trò đến gần thành Jerusalem và tới làng Bethphage phía núi Ô-liu, Đức Giê-xu sai hai môn đệ và bảo: Các anh đi vào làng trước mặt kia và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho thầy. Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng, người sẽ gửi lại ngay. Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: Hãy bảo thiếu nữ Sion, kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa. Lưng lừa con là con của một con vật chở đồ. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giê-xu đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng và Đức Giê-xu cưỡi lên. Một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường. Một số khác lại chặt nhành chặt lá mà dải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: Hoan hô con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, hoan hô trên các tầng trời. Khi Đức Giê-xu vào Jerusalem, cả thành náo động và thiên hạ hỏi nhau: Ông này là ai vậy? Dân chúng trả lời: Ngôn sứ Giê-xu, người Nazareth, xứ Galilê đấy. Đức Giê-xu đuổi những người đang mua bán trong đền thờ. Matthew chương 21 từ câu 12 đến câu 17. Đức Giê-xu vào đền thờ, đuổi tất cả những người đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Rồi người bảo họ: Đã có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành xào huyệt của bọn cướp. Có những kẻ mù lòa què quặt đến với người trong đền thờ và người đã chữa họ lành. Nhưng các thượng tế và kinh sư thấy những việc lạ lùng người đã làm và thấy lũ trẻ reo hò trong đền thờ hoan hô con vua David thì tức tối và nói với người rằng: Ông có nghe chúng nói gì không? Đức Giê-xu đáp: Có, nhưng còn lời này các ông chưa bao giờ đọc sao? Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen. Rồi người bỏ họ mà ra khỏi thành, đến Bethania và qua đêm tại đó.